Hai nước cấm xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hình ảnh trước mặt của cô chú anh chị là chợ An Hảo. Thì Hải nước cấm đang ở chợ An Hảo chạy ra. Thì video này Hải nước cấm cũng quay từ chợ An Hảo lên tới đỉnh núi Cấm gửi đến cô chú anh chị xem cho vui nha. Đó, trước mặt của các bạn là Ủy ban nhân dân xã An Hảo các bạn. Đó, mình ra đây là rẽ trái về hướng cổng công viên núi Cấm. Đây là tỉnh lộ 948. Đó thì tỉnh lộ này cũng đang công trình đang thi công các bạn. Cát đá còn đang ngổn ngang. Chưa hoàn thiện. Các bạn thấy nói chung cái lượng xe cộ thì cũng không đông lắm nha. Có thể mình quan sát thì cũng đai gai lưa thưa thôi. Thì cái tuyến đường từ ở chợ An Hảo lên tới cổng công viên núi Cấm là khoảng 200m các bạn. Đó, bà con nào có đi hướng du lịch đến núi Cấm, đi hướng từ Chi Tôn lên đó, thì ngang tới chợ An Hảo là biết sẽ gần tới đường lên núi Cấm này nha. Đó, thì khu vực này nói chung dân cư rất là đông, hai bên là nhà cửa chằng chịt. Đó, những vật những dựa bán vật liệu xây dựng rồi cây gỗ đồ đủ thứ hết bạn. Đó, bên tay trái mình là cái cổng phụ cố lên núi Cấm, bạn chạy vào đường đó cũng được, còn không thì mình cứ đi thẳng. Đó, thẳng tới thì sẽ đến cổng công viên núi Cấm, cổng chính. Đó, thì bên tay trái mình đây là cái khu vực chùa Bửu Sơn các bạn. Bà con mình đến núi Cấm thì nói chung cái chùa này rất nhiệt, cũng rất là nhiều người biết nha. Đó, Hải núi Cấm cũng chưa có dịp quay cái chùa này gửi cô chú anh chị xem nữa. Nói chung chùa cũng khá rộng, cũng khang trang và đẹp. Ở đây là khu vực đã đến cổng chánh của khu vực công viên núi Cấm nè. Đó, theo chân mình vào bên trong nha. Đó, thì từ ngoài chạy vào thì đến đây thì có cái cổng bảo vệ gác các bạn. Như bà con khách tham quan du lịch thì đến đây thì bảo vệ sẽ chặn lại đó, mua vé người 20.000 để mình lên núi. Còn Hải núi Cấm thì quen rồi đó, bảo vệ nó nhìn nó không có biết người dân núi nó không chặn lại bạn. Nói chung những anh em bảo vệ gác cổng đây nói chung cũng công ty du lịch cũng tiễn là dân núi không à, cho nên dân địa phương lên xuống nó biết rất rõ. Còn bà con mình vô là ở xa đến là nó nhìn nó biết liền, nó sẽ chặn lại bắt phải mua vé. Đó, thì đến đây là khu vực của bến xe lữ hành. Đó, phía bên tay trái là bến xe lữ hành nha bạn. Đó, bà con nào đến đây thì muốn đi xe lữ hành thì quẹo vào hướng bên trái này mua vé đi xe lữ hành 16 chỗ đưa lên núi, còn không thì mình đi xe ôm hoặc là đi cáp treo. Thì đến núi Cấm thì nó có ba phương tiện để mình đi lên núi. Thì xe ôm, lữ hành và cáp treo. Còn bà con nào mà muốn trải nghiệm đường bộ, muốn thử sức của mình coi thế nào thì cũng có thể đi bằng đường bộ lên nha. Đó, phía mình tay cha phải mình là những dựa măng các bạn. Dựa trái cây đồ gãy trên núi từ xuống đó thì cái dựa đó thu mua và chuyển đi các tỉnh ở nơi khác. Đó, thì Hải nước Cấm cũng nói là dụ như bà con mình không đi xe, đi lữ hành hay đi cáp treo thì mình đi trải nghiệm đường bộ. Đường bộ thì từ dưới chân núi lên tới trục lớn là khoảng 7 cây số bạn, chiều dài 7 cây số. Theo thời gian đi thì như theo dân địa phương đi khoảng tiếng mấy, 2 tiếng đến. Còn những khách du lịch thì đi có thể là trên 3 tiếng, tại vì không quen được các bạn, mà đi mà tại nghỉ khoảng trên 3 tiếng mới tới. Đó, thì tới đây là cáp treo trên đầu mình các bạn. Hải núi Cấm không đang chạy xe cho nên không có quay lên được cáp treo cho bạn thấy ha. Đó, quẹo phải là vô hướng cáp treo đó. Đó, nói chung hôm nay là ngày thường, cái lượng khách đến núi Cấm này cũng không đông lắm các bạn. Các bạn thấy xe cộ chạy cũng lai gai thôi chứ không có đông nhập nhiều như ngày lễ gầm nha.
bà con mình đi đến Tô Cấm tham quan là thì cũng biết rồi đó, những ngày gầm lễ với bà hoặc là đầu năm á, cái con đường này xe chạy lên xuống chung là bích chịch luôn các bạn, không dứt tiếng xe. Ở chung đường lên núi thì cũng khang trang sạch sẽ các bạn, rộng rãi thì hai làn xe đó, thì bà con mình nói chung là cái khu vực từ đây lên á, là bà con mình đi xe nhà đến đây á, thì sẽ gửi lại những cái quán gian đường nha, chứ không có được chạy lên trên núi. Đường lên núi thì để dành cho riêng dân địa phương thôi bạn, hoặc là nghiệp toàn xe ôm đơm thôi. Cũng rất nhiều người mình lựng hỏi mình có cho xe nhà lên không, thì trong video này mình cũng nói thật nha là không cho lên đó. Đây là cái cổng kiểm soát vé nè đó, nếu mà các bạn nào từ ngoài vô đây á, chưa mua vé thì sẽ mua cái vé tại nơi đây người 20.000, còn bà con nào mua rồi thì sẽ giữ cái vé đó vô đây có dễ sẽ tra lại lần nữa nha. Thì qua cái chốt, và từ chốt đó lên núi thì không có chốt nào chặn đó hết á, bà con cứ đi tham quan trong khu vực núi thoải mái, và chừng nào muốn xuống xuống nha, chỉ có quận lên là mới kiểm soát thôi. Và Hải Lũ Cấm cũng xin nói là cái vé mà bà con mua 20.000 để đi lên núi á, nói chung cái vé đó là nó có cái bảo hiểm ở trong các bạn đó, mình mua mình phải giữ lại đừng có bỏ, cho dù nó kiểm soát rồi mình vẫn để trong túi đó, mình đi trong phạm vi Lũ Cấm đó, dụ như mình có chuyện gì đó thì chặt tay chặt chân đồ đó thì nói chung là bên bảo hiểm nó bồi thường cho mình nha. Còn bà con mà dục nó mắc cái giấy bảo hiểm đó thì ta không chịu trách nhiệm đâu nha, cho nên mình mua vé xong rồi có dễ kiểm soát rồi mình cũng vẫn giữ cái vé đó không có bỏ. Thì nói chung khách quen của Hải Lũ Cấm cũng có nhắc bà con, mà không biết bà con có nhớ hay không thôi đó. Thì có một chiếc xe tải đang chở hàng lên núi á, trời bắt đầu mưa la gai các bạn. Bạn thấy nhìn dưới mặt đường có ánh nắng á, nhưng mà ở trên lại mưa đó. Đang mưa xuống, camera bị che mờ luôn, bạn thấy không? Hải Lũ Cấm thì gắn cái camera ở trên đầu nha, chạy lên cho nên không có, trên xe cũng chở đồ gì nữa cho nên không có chùi, không có lau được cái camera bạn đó. Xe đang chạy xuống các bạn thấy không, đắt đắt lai gai. Đó, đường lên Lũ Cấm thì bây giờ nói chung rất là sạch đẹp các bạn, rất là rộng rãi, bề ngang hai làn xe đó, các bạn thấy không, xe tải chở hàng xuống đó. Nó trời cũng đang mưa các bạn, mà không lớn nha. Đó, bạn thấy khúc này mới mưa xong không, đường ướt á, thì nói chung mưa không lớn các bạn, mưa lâm râm vậy đó, nhưng mà cũng vừa ướt áo. Hải Lũ Cấm cũng chạy luôn, không đục mưa, cũng tranh thủ về nhà. Đó, đây khu vực này, khu vực dốc gió nè, nó tới đây là gọi là dốc gió. Các bạn biết tại sao gọi là dốc gió không? Đó, tại nên đây là ngay cái cua này nè, là những ngày mà tháng gió bắc hoặc là mưa bão đó, các bạn lên tới ngang cái cua là gió nó thổi là muốn tạt vô trong vách rất là mạnh, cho nên gọi là dốc gió. Chứ từ dưới chân lên thì các bạn thấy mưa gió như vậy mình chạy rất bình thường, mà tới ngay cái khu vực đó là gió nó thổi mình là bê luôn các bạn. Các bà con nào có đi trong cái dịp mà lúc mà có gió là sẽ biết nha. Đó, thì lên lúc này, khúc này thì mưa giọt cũng hơi nặng hạt nha bạn. Đó, đường ướt hết. Hải Lũ Cấm khúc này thì nói chung cũng không có nhà đục mưa đâu, có mưa lớn cũng phải chịu ướt thôi. Nó cũng tranh thủ chạy về. Các bạn thấy đó, hai bên đâu có nhà cửa đâu, có mưa là cũng phải chịu ướt thôi nha. Đó, lên đây thì có một cái chòi, quán cà phê.
Đó, đây là một cái cua nè bạn thấy không, cái cua nó khuất tầm nhìn, chung anh em chạy cũng quen đường rồi, tới đây mình sẽ giảm tốc độ lại các bạn, nhất là trời mưa đường trơn trượt đó, không nên chạy nhanh, nhanh thì rất là nguy hiểm. Nói chung đường núi đường đèo nào cũng vậy, các bạn đi đến cua một khuất tầm nhìn là mình nên giảm tốc độ lại giữ an toàn, chứ còn mình không có được ẩu, tới cua một phóng nhanh vượt ẩu thì rất nguy hiểm nha. Đó, phía bên tay phải của mình là đường qua đồi Thiên Tế các bạn, là như Gia Long, hang Bạch Hổ đồ nằm hướng trong đó. Thì trước thì trong video của Hải Núi Cấm cũng có quay những cái điểm bên trong đó rồi, không biết bà con nào chưa coi thì có thể vào xem lại nha. Đó, lên tới đây ngã ba này là quẹo trái các bạn, là qua bên hướng Cao Đại Tự chụp nhỏ vào Chư Thằng đó. Qua bên đó rất là nhiều điện bạc, như điện Tâm Thanh, điện Cao Tầng, rồi điện Cây Quế, đó cũng có thể đi hướng nó được hết nha. Rồi các bạn có thể xuống chân luôn cũng được. Đó, đây là chuẩn bị tới khu dân cư của Núi Cấm các bạn. Ở đây khu vực này là khu vực dân cư của dân Núi Cấm, những nhà mà trước kia bị giá thỏ đó thì công ty du lịch nó cấp nền xuống phía dưới này bạn, các nhà ở. Các bạn nhìn bên tay trái nhà cửa chung của một cũng nhiều các bạn đó, nhà tường nhà đúc đồ cũng rất là khang trang nha. Có những hộ này thì trước kia là các bạn biết đó, nằm ở trên khu vực lòng hồ Thủy Liêm á. Đó thì nhà nước giải tỏa khu đó đang làm cái lòng hồ Thủy Liêm đó bạn. Chỗ cái cầu đỏ đó thì đưa dân xuống cái này ở. Dù ai không có chỗ ở thì xuống đây, còn nhiều người ta có ở có những nơi khác ở thì ta không đến đây bạn. Ta để nền nó hoặc là ta sẽ bán lại cho người khác. Đây, tới khúc này thì bên tay phải mình là đường điện ông bướm các bạn. Đó, chỗ miếng cao su xanh đó thì có đường đi thẳng lên điện cây bướm, ông bướm. Thì bà con nào có đi rồi thì biết đó, còn chưa đi thì cũng có thể đi cho biết. Đó, thì tới đây là phía bên tay phải là cáp treo các bạn. Các bạn đi cáp treo rồi xuống đó thì mới đi ra đây, bạn muốn đi bộ đi sơm đi nha. Hay rồi tới đây khu vực này bên tay trái nè bạn, đó là bến đi xe lửa hành đó. Nhưng mà do trời đang mưa cho nên Hải Núi Cấm cũng không dừng lại quay cho các bạn xem nha. Đó, đây là tới trung tâm của Núi Cấm. Đó thì nơi đây nó hội tụ ba điểm chùa các bạn, ở giữa là một cái lòng hồ Thủy Liêm rất là đẹp. Đó, phía trước mặt mình là chùa Vạn Linh. Rồi bên tay trái là chùa Phật Lớn, Phật Di Lạc. Trên khu vực này bà con mình ai đến Núi Cấm đều cũng biết hết nha bạn, trung tâm của Núi Cấm đó. Rồi bây giờ mình rẽ trái vào lên điện khoa học nha. Đó, bà con nào có đi lên bờ hồng thì rẽ trái chạy lên đó, các bạn thấy không, những chiếc xe ôm tống ba của bạn thấy không đó, bà con rồi đang đi lên điện khoa học nè, tới đây mệt ngồi nghỉ nè. Thì các bạn biết thì ở trên đây thì nói chung xe Honda ôm á thì người ta chạy ở đây gọi là chuyên nghiệp này, ta chạy quen giống như chạy cơm gạo rồi. Bà con có lên đây đi là cũng đừng có lo đừng có sợ nha, ta chạy rất là vững, ban ngày ban đêm bất cứ lúc nào bà con có nhu cầu đi là sơm sẽ đưa. Bà con muốn đi tham quan điện, đi cúng điện hoặc là đi xuống chân núi gì á, bất cứ đi lúc nào thì cũng có xe đưa rước hết. Đó, đây tới đây là miếu Mười Cô. Đó, bên tay phải là miếu Mười Cô bạn. Đó thì qua miếu Mười Cô thì sẽ chạy thẳng lên. Đây cũng gần tới điện không các bạn. Nói chung đường này thì mới làm lại rất là rộng rãi. Bạn thấy không, đường bê tông rất là rộng rãi thoải mái.
Đó, đây là bên tay phải mình đó là điện Thái Hoàng Thiên các bạn. Đó, bà con nào có đi điện Thái Hoàng Thiên thì có thể quẹo bên trái, bên phải đó. Rồi vô khoảng 100m là tới điện Thái Hoàng Thiên. Thì cũng gần tới điện Hoa Hồng các bạn. Thì Hải Nấu Cấm cũng xin bật mí cho cô chú anh chị biết đó, là nhà Hải Nấu Cấm ở trên điện Hoa Hồng luôn nha. Là mình Hải Nấu Cấm có kinh doanh nhà trọ các bạn, quán cơm. Thì bà con nào có nhu cầu đến điện Hoa Hồng Nấu Cấm nghỉ trọ lại thì cũng có thể liên hệ Hải Nấu Cấm nha. Nói chung ngủ tập thể phòng là đầy đủ nha bạn. Có cơm nước luôn đầy đủ. Bà con ăn uống phê pháo đồ rất là thoải mái, giá cả cũng bình dân nha. Hành trình từ dưới chợ An Hảo lên tới điểm Hồng cũng đã kết thúc. Hải Nấu Cấm cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Hải Nấu Cấm xin chúc bà con thật nhiều sức khỏe nha và làm ăn phát tài.